Thưa quý vị, những năm qua, chương trình cho vay vốn ưu đãi học sinh, sinh viên, con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đồng Nai đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ cho rất nhiều các học sinh, sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện tốt hơn để theo học đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề. Từ nguồn vốn vay của chương trình đã tiếp sức cho các em vững bước theo đuổi ước mơ học tập, tạo dựng tương lai. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Long Khánh. Ông Thổ Dũng, cư ngụ ấp Lắc Chiếu, xã Bảo Quang, là hộ đồng bào dân tộc Chơ Ro thuộc diện khó khăn của xã. Trước đây gia đình ông thuộc hộ nghèo và được xã hỗ trợ xây nhà tình thương. Hiện nay ông có hai người con đều đang học đại học. Ông làm nghề phụ hồ, vợ làm công nhân, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên, gia đình có tiền lo cho các con học hành. Em vay vốn của ngân hàng nhà nước á, nói chung là để cho hỗ trợ cho con em đi học. Nói chung là học đại học năm thứ hai rồi. Nói chung là gia đình lo, nói chung cũng không nổi nữa. Nói chung là hỗ trợ, mong bên ngân hàng nhà nước đó, nói chung hỗ trợ cho em. Nói chung là em cảm ơn rất nhiều. Nói chung là hai đứa lặng em đã không nổi. Nói chung nhờ ngân sách nhà nước đó là cho em điều kiện đó thì em cảm ơn rất nhiều. Tương tự gia đình ông Mã Thông Minh, cư ngụ ấp 18, gia đình xã Bảo Quang, cũng là hộ khó khăn của xã. Gia đình có hai người con lớn của ông đang học đại học năm thứ hai, người con nhỏ đang học cấp 3. Cũng nhờ ngân hàng chính sách cho vay vốn để đóng học phí trong năm học này. Tôi là diện tầm gậy cũng khó khăn, mùa màng thất bát đó mà. Bây giờ phải tiền sinh viên cho con ăn đi ăn học. Rồi cũng nhờ ngân hàng chính sách hỗ trợ cho các con em giống như con em của tôi. Tôi cũng cảm ơn nhà chính sách ngân hàng đã hỗ trợ cho chúng tôi, cho con em của tôi ăn học, nơi đến chốn. Chương trình cho vay tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên đã thực sự mang lại ý nghĩa nhân văn. Nhờ nguồn vốn vay được triển khai kịp thời mà nhiều hộ gia đình người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, giảm bớt gánh nặng vào mỗi đầu năm học mới. Ngân hàng chính sách xã hội đã có một cái vốn đầu tư cho các em sinh viên học sinh hỗ trợ mỗi năm là trên 40 triệu trong một năm. Thì trong đó thì chúng tôi là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, mà ngân hàng chính sách xã hội rất tận tình để làm phối hợp chúng tôi làm hồ sơ mà giúp cho các em trong một năm học, là rất là thuận tiện cho các những cái sinh viên mà những gia đình, đặc biệt là những gia đình khó khăn, cũng được nhất là nhờ chính sách xã hội để cho tạo điều kiện cho các em mà đến trường để học hành. Sau này ra trường thì các em về cũng là đồng thời các em về để đóng góp cho đất nước, cho địa phương. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Long Khánh luôn quan tâm phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, phường, kịp thời hướng dẫn thủ tục vay vốn cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên trang trải học phí, nhất là học sinh sinh viên đồng bào dân tộc vào mỗi đầu năm học mới.